vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và sau đây là phần tin Việt Nam với sứ ngôn viên Phương Ni. Công an Cộng sản đã bắt giam Trần Đức Trung, 56 tuổi, nguyên giám đốc và Lê Thị Hằng, 54 tuổi, nguyên phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Người nghèo trong Phát triển Nông thôn mới thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Cộng sản về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái gọi là Trung tâm Hỗ trợ Người nghèo Cộng sản trong thời gian Trung làm giám đốc đã khai trương cơ sở và tổ chức chương trình Trái tim Việt Nam tại nhiều địa phương như Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An. Sếp của trung tâm này đã mời gọi nhiều người tham gia làm thành viên và đóng góp tiền cho chương trình Trái tim Việt Nam. Đầu năm 2016, thấy có dấu hiệu bất thường của Trung tâm Hỗ trợ Người nghèo trong Phát triển Nông thôn mới, Bộ Nội vụ Cộng sản đã có văn bản khẳng định trung tâm này đang hoạt động trái pháp luật. Trước đó, thời điểm vào năm 2015, khi Trung đang là giám đốc trung tâm trên, thì Trung cũng đã làm việc tại một cơ quan báo chí cộng sản và đã từng bị thu hồi thẻ nhà báo. Thưa quý vị, là một bản tin khác có liên quan đến Đà Nẵng. Cá chết trắng đầu nghi vấn do nhà máy xả nước thải. Theo người dân sống tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tình trạng cá chết trắng đồng đã xảy ra cách đây 3 ngày do lượng cá chết quá lớn khoảng hơn 2 tấn nhưng chưa được thu gom khiến mùi hôi bốc thối lên nồng nặc bay quanh khu vực tàu Lệ Sơn có diện tích hơn 30 hectare. Chiều 12 tháng 4, tại các cánh đồng hàng lớp cá chết nổi trôi trên mặt ruộng, đi khắp bờ ruộng quanh tàu Lệ Sơn, cá chết hàng lớp dạt vào bờ. Nhiều người dân cho thấy cá chết và bốc mùi hôi thối nên không dám ra. Ngoài lượng cá chết nổi trên mặt ruộng nhiều ngày qua, người dân cho biết nhiều loại ốc sống tại khu vực này cũng bị chết hầu như gần hết. Người dân cho biết cách đây một tháng hầu hết diện tích lúa của hàng trăm hộ dân của các thôn Lệ Sơn Bắc, Lệ Sơn Nam, Nam Sơn của xã Hòa Tiến bị chết hàng loạt tại khu vực cá chết hiện nay. Người dân cho rằng chính hoạt động xả thải của nhà máy hạ kẽm TDT tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nằm giáp với xã Hòa Tiến là thủ phạm dẫn chết lúa chết này đến lượt cá chết nổi trắng đồng. Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Trần Quang Vinh sinh năm 1977 lái xe tải trên quốc lộ 1 theo hướng Sài Gòn về miền Tây. Xe vừa chạy qua hàng cây xe ven quốc lộ 1, đoạn qua phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thì bất ngờ có hai con ong vò vẽ từ bên ngoài bay vào cabin. Bị kẹt bên trong cabin, hai con ong vò vẽ quay sang tấn công mặt và bụng tài xế. Trong lúc chống trả với hai con ong, tài xế đã để lạc tay lái và xe lao thẳng xuống thửa ruộng phía bên kia đường. Rất may lúc này chiều ngược lại vắng xe nên đã không xảy ra tai nạn gì. Kính thưa quý vị, cháy xưởng sơn. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 12 tháng 4 tại công ty cổ phần Sơn Cho Thon ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Sài Gòn. Sau tiếng nổ, khói đen và lửa đã bao trùm công ty này. Do trong công ty chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và bùng cháy dữ dội. Lực lượng lửa cháy của công ty đã dùng nước và bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng vô vọng. Lực lượng cứu hỏa cộng sản đã có mặt sau đó, nhưng cũng phải cần hơn một giờ sau. Ngọn lửa mới được dập tắt, vụ cháy không gây thiệt mạng về người và thiêu rụi khoảng 400 mét vuông nhà xưởng và nhiều nguyên liệu, máy móc sản xuất sơn. Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Lê Quang Trung, 35 tuổi, nghi can đang dùng súng bắn người ngay trên trạm xe buýt giữa trung tâm thành phố Đà Lạt. Theo lời khai của Trung, vào khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 4, sau khi hát karaoke, Trung ghé vào quán bún bên đường Đoàn Thị Điểm, thành phố Đà Lạt, ăn khuya. Tại đây, Trung gặp một người có tên thường gọi là Đỏ, chưa xác định danh tính, và xảy ra đánh nhau với Đỏ. Sau đó, Đỏ bỏ chạy, Trung lái ô tô chạy về nhà lấy một khẩu súng kèm 6 viên đạn. Hai thanh kiếm nhật bỏ lên xe ô tô, chở theo một người tên Toàn, quay lại quán bún tìm Đỏ, nhưng không thấy. Trung lái xe quay về nhà, trên đường về thì nhìn thấy một người giống Đỏ đang đứng cùng một phụ nữ ở trạm xe buýt. Trung lái xe lấn qua làn đường ngược chiều, dừng xe kéo kính xuống, chỉa súng về người đàn ông này và nổ một phát súng. Người đàn ông hoảng sợ kéo người phụ nữ bỏ chạy thoát thân, lúc này Trung mới biết mình bắn lầm người. Người đàn ông bị Trung bắn nhầm là ông TVM, 61 tuổi. Sau khi xảy ra vụ việc, Trung chạy xe về hướng chung cư Mạc Đình Chi thì bị bắt giữ. Kính thưa quý vị, lật xe trong hầm Thủ Thiêm.
Theo nhân chứng, khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 12 tháng 4, một chiếc xe tải do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển lưu thông qua hầm Thủ Thiêm theo hướng từ quận 1 sang quận 2 Sài Gòn. Khi đến giữa hầm, xe bất ngờ chao đảo lật ngang nằm chắn ngang toàn bộ làn đường ô tô. Toàn bộ đất trên thùng xe tràn ra ngoài, tài xế đạp cửa thoát ra ngoài, lực lượng chức năng Cộng sản đã phải phong tỏa làn ô tô để giải quyết hiện trường. Tất cả ô tô đi vào hầm theo hướng xe tải gặp nạn, buộc phải quay đầu chọn lộ trình khác. Đến hơn 7 giờ sáng, hiện trường vẫn đang được dọn dẹp. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin trong ngày của Việt Mỹ Television. Phương Ni và Tuyết Nhi xin chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.